Chào anh em nhá. Các bác thấy Phú Thọ kinh không? Cây này chỉnh sáng gặp giải nhỉ? Cây này tháng 6 gặp nhưng mà không có hoa. Phải có hoa. Và võ anh truyền có giải luôn nhưng mà phải có hoa. Đấy, anh em nhìn thấy mầm gốc nó phi như là con trâu thế này cơ mà. Ra dễ hết rồi anh em nhá. Nhưng mà muốn quay cho anh em một cái cây Phú Thọ và để nói chuyện với anh em luôn. Phú Thọ nở. À đây. Đấy. Phú Thọ ba yếu tố. Vừa về thì nhìn thấy ông thì lại về là thấy ông đi rồi. Hả? Đẹp chưa anh em? Ông nào bảo va không đẹp mà là cái ông đấy không biết gì về lan nhá. Va đẹp nhưng mà người ta không chơi hoa, người ta chỉ chơi kỳ, chơi cây thôi. Vì nó đắt. Thơm phết. Bác Quang thì mình đã giới thiệu mọi người qua những video trước rồi. Gọi là tay chăm, gọi là đình đám của câu lạc bộ nhé. Đấy. Các bác xem này. Cái cây kỳ này nó hút thân mẹ top luôn. Kỳ đã ra rễ. Phun cái gì cho ra rễ nhanh anh nhỉ? Siêu lân đỏ. Siêu lân đỏ với Biorot. Dễ kinh nhỉ. Đéo rồi, cái loại Biorot kia, cái loại kia thì mẹ nó sắp chết rồi, đéo siêu lân đỏ. Biorot là được rồi. Đấy, các bác nhìn. Phú Thọ lá mít luôn anh em nhé. Những cái chậu này đến tháng 10 thì đúng là thành tác phẩm đẳng cấp luôn. Phụ nào mà bảo va không đẹp, va không ra gì thì nhìn đây. Đấy. Phú Thọ nở. Đây, dễ. Dễ đây là toàn phun Biorot hết đấy anh em nhé. Cây dễ nó khỏe thì nó mới, cây nó mới phát triển được anh em nhé. Các bạn nhìn thấy khủng khiếp chưa? Đây là cái củ Phú Thọ đã mới bây giờ mới bắt đầu ra rễ, không biết là ít nữa nó to như nào. Kinh khủng. Bác Quang này toàn Phú Thọ thôi. Phú Thọ này mà giờ có 200-300 nghìn một sen thì vẫn còn lãi. Đây là bác cái toàn phun Biorot anh em nhé. Đấy, phun Biorot là các bác lấy Biorot trộn với ngươm đắc lợi cái gói mà 5.000 ấy. 5.000 gói, bạn phun vào đây. Đó. Đây là mút ươm kỳ. Cái này không có gì một cái loại phân gì bón gốc cả anh em nhé. Nhưng mà rễ nó ra khủng khiếp luôn. Chậu nào cũng thế. Ngắm mầm, ngắm rễ thì đúng là quá đỉnh cao. Toàn bộ cái vườn Phú Thọ này hồi anh mới đầu tư là bao nhiêu tiền? Hai chậu to ấy. Mấy trăm. 200 mà bây giờ đã hoàn gốc. À. Không, mà đã lãi rồi đúng không? Đây. Lãi gấp mấy lần mà bây giờ còn tận bằng này. Anh em nhìn này, khủng khiếp chứ. Cái dây này trồng đúng là đều tăm tắp luôn. Đấy. Một chậu 97 củ, một chậu 103, 200 củ. Chậu này là xả ra được bao nhiêu ki anh? Năm ngoái là nó được 35 cái. Năm nay thì được 170 mắt còn. Năm ngoái là 35. 35 ki. Năm vừa rồi là bao nhiêu? Năm vừa rồi ra được 170. 170 ki. Chóng mặt luôn ấy, hôm lên xem cắt kỳ anh em nhé. Chậu này cuối năm này không được tầm khoảng 400-500 kỳ thì hơi lạ. À. 10 mét đúng không? Chỉ cần 2 năm nữa là hôm qua chúng tôi còn phải nới thời gian làm ra nữa. Đây các bạn nhìn những cái này sang năm 2 nó cứ mét 2 mét thì Phú Thọ này rồi nó đi đâu mấy chậu một kia mắt kia này
tầm 5-6 triệu. 5-6 triệu một cây như này. Anh nó bán 100 cái, 6 triệu một cái. Nuôi cho đến tháng 12. Tôi trồng ra chậu. 6 triệu một cái. 6 triệu một cái. Trồng ra chậu, nuôi cho đến tháng 12 đến lấy. Thế là bác một năm bác kiếm 600 đấy thì còn ngoài nữa thì tha hồ tiền. 600 triệu một năm làm gì? Bây giờ nghỉ quán ăn rồi đúng không? Đây là phun măng cô Z này. Ho hai yếu tố. Thế các bạn thấy khủng khiếp không? Đầu tư có 200 mà toàn chậu nái to. Năm đấy là tôi không ở nhà, tôi đi tăng cường xa nên là cũng đấy cây thường các bạn nhìn chóng mặt thế nhỉ. Đây người giao dịch cũng là có nghĩa là bây giờ đây ngoài đường có cây nào nó giao dịch đâu, chẳng cây, cây gì nào giao dịch cái gì thì chả nói rồi đừng ra cây gì em nói bệnh tiết từ 13 trăm 900 thì sợ bệnh tiết mấy nữa 13 trăm thì khoảng 500. Đây cái dây bạch tuyết 13 sen 900. Ờ. Đây này anh Quang này. Anh cho mình rồi. Bạch tuyết 13 sen 900 thì nó còn xuống nữa. Ông nào mà đi vay cắm đất cắm sổ thì thôi. Là tiện nha anh em nhé. Vân Lăng không hiểu. Tôi chơi lan là luôn khuyên các bạn chỉ có chơi trong tầm kiểm soát thôi. Đó. Đừng vì cái lợi trước mắt mà đừng vì hám lợi quá mà mù quáng là nguy hiểm. Mình đâu chơi đấy thôi. Chơi theo sức của mình. Tất nhiên là con người thì không thể tránh khỏi cái lòng tham được đúng không anh em? Nhưng mà cũng phải lưu ý anh em. Ngon thì các bác ăn một năm một vài trăm triệu, chẳng ngon thì chả được nghìn nào. Đấy anh em nhé. 913 sen thì cũng thì tầm khoảng 70 triệu sen bạch tuyết. Các bạn thấy nó hạ kinh. 13 sen giá 900 triệu, mời cả nhà. Em đi tiên phong về mốc giá bán ban đầu khi chưa sốt. Anh em nào chê em phá giá thì mời vào chốt. Anh em chăm cây phải có quá trình chăm nuôi làm ra cây rồi mới bán chứ. Cứ sang tay đẩy giá thì cuộc chơi không được bền đúng không? Bản thân em chỉ thích mức giá bình ổn nên từ từ để anh em cùng nhau chơi và làm. Còn những anh em đã mua vào lúc đỉnh giá thì anh em chịu khó bỏ thời gian chăm cây dài ra. Còn vài anh em đang ngồi chờ các anh lớn ra tay thì em nghĩ chúng ta nên tự thân hoạt động. Đúng rồi, lời khuyên hết sức hữu ích khi mà đang ở trên đỉnh mà mua đỉnh nhưng mà giờ không bán ra được thì chỉ có chăm thôi. Chứ bây giờ rút vốn ra thì ông chết luôn. Giờ bán ra ông lỗ 1/3, 2/3 thì vỡ mồm. Cái mùa cây mùa kia lên là nó chẳng thấp. Khi ra lên thì giá kia lên, cây dài giá xuống. Khi kia xuống hết chợ, bình ổn thì cái đá lại lên. Năm nào quy luật cũng thế. Nhưng mấy năm trước thì nó cứ mùa hoa nó mới đắt anh ạ. Nhưng tầm tháng 9, tháng 10 nó không đắt. Nhưng năm vừa rồi là anh em đi gom quá nhiều. Các bố là phòng vừa đông vừa đơn. Bây giờ là có nghĩa là hoa nó có quanh năm. Các bố kích thì kích mùa đông, còn kích còn ra hoa. Đúng rồi. Nên thị trường nó sẽ dần đi, dần ổn định đều. Ổn định đều, nó đều dần đi. Nó sẽ không bị sốt bột phá nữa. Không quá sốt đúng không anh? Nhưng mà những thằng là đầu tư kiểu nhảy cầu là chết. Đầu tư kiểu... Quăng cả mình lên thuyền là đứt. Đi gọi là đi à? Hoa thơm đánh cả cụm là đi. Đấy các bác nha. Đấy, chúng ta không thể gọi là đánh đu được em. Cứ chắc cú nha. Cái giá thể anh cho giá thể nhỏ à? Ui chậu này kinh khủng. Đấy, một vài cái kinh nghiệm cũng như là một vài cái lời khuyên đối với anh em mới. Những anh em đã vào rồi thì đã mua đỉnh cao rồi thì cứ cố chăm cây. Còn những bạn mà đang có ý định đầu tư hoặc là đã đầu tư rồi thì mà tức là chưa thu lại được vốn hoặc là
đang có ý định là cống hiến cả thân mình thì cứ hãy suy nghĩ nhé. Nó rất là buồn cười. Cứ suy nghĩ. Ở mỗi bạch nơi tuyết mỗi nhà hạ chóng mặt mầm của nó cái màu của nó khác nhé. Rồi xin chào anh em.